Dạ Dùng Mai Chất Chè Bông xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em. Cả nhà ơi, hiện tại em đang về một cánh đồng mai đây cả nhà. Đây, trong đây là hàng liền cốt 3 mùa, 4 mùa, 2 mùa cũng có nha. Ở trong đây nó sẽ có dòng dảo và dòng cúc luôn cả nhà. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái lô mai dảo Phú Tân, hàng liền cốt hơn 4 mùa cả nhà. Đây, cây này nha. Cả nhà nhìn nè. Một cái giống mai sinh trưởng mạnh và cây nó xanh mơn mởn luôn. Đây, có một cái cây, trời ô đế này đẹp quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đây nè, đó, hàng liền cốt 100% luôn cả nhà, 4 đến 5 năm nha. Cây nè, cả nhà nhìn nè, cành nhánh rất là xum xuê ha. Rồi lô này em bán 300 nha cả nhà ơi. Hai cây thì bên em sẽ bao ship cho chúng ta, một cây thì 30k ship giúp em. Đó, đây nha, để cho biết tròn luôn nè. Đó, đây là dòng dảo Phú Tân. Rồi, em sẽ đi qua bên đây cho cả nhà mình cùng xem. Một cái lô đó chính là cúc 24 đến 36 cánh. Hồi nãy em có bứt cái bông em bỏ đây nè cả nhà. 24 đến 36 cánh. Cái này thì dạng là hoa nó giống như là hoa gió cho nên nó không to lắm. Chứ thật ra hoa của nó rất là to nha. Đây cả nhà. Lô này cũng liền cốt 4 năm rồi nha cả nhà ơi. Dòng cúc nha, cúc 24 36 cánh. Lô này em bán 250, hai cây bên em sẽ bao ship cho chúng ta. Rồi tiếp tục qua hàng bên đây sẽ là dòng dảo siêu nụ hoa thơm bông chùm. Đây, cả nhà nhìn nè, dòng dảo nha, đây là dòng dảo. Nè cả nhà nhìn nè, hoa của nó bung chùm chùm này, mấy nụ gió ra chơi thôi nha cả nhà, chứ không phải ấy nha. Lâu lâu nó ra bạn bông chơi thôi à. Có người hỏi ủa giờ chưa Tết sao có bông, trời cái đó là bông gió thôi à. Rồi qua bên đây, dảo siêu nụ đây, cái lô này trời quá quá đẹp. Quá tốt. Đây, cả nhà nhìn nè. Đây ha, đế nè. Đế đẹp nha. Ồ có đế trái bí luôn ha. Rồi chiều cao khoảng 40 đến 50 nha. Lô siêu nụ này bán 200 nha cả nhà. 200k một cây nha. Hai cây bên em sẽ bao ship cho chúng ta nha. Rồi đây là dòng dảo siêu nụ. Qua bên hàng bên đây, về phía trong thì bên em sẽ có hàng cúc thọ hương. Đó cả nhà nhìn nè, chim ngưỡng vườn mai nha cả nhà. Rồi đây. Chim ngưỡng vườn mai đây mọi người ơi. Đó, đây là dòng cúc họ hơn nha. Cây đây. Trời ơi, chút nữa bắt hết bự rồi. Rồi đây nha. Trời ơi, mấy cây này thoát thân rất là hấp luôn nè cả nhà. Nhìn nó ra cái đọt tùm xum xê như thế này nè. Đó, lô cúc họ hơn này cũng rất là nhiều nha. Dài vô trong đây cũng có rất là nhiều luôn nè. Rồi, em sẽ mời cả nhà mình chúng ta đi hết tham quan hết dòng vườn của em nha. Đây cả nhà. Đó, đây nè. Đó, lô này em bán 200 ha. Hai cây bên em sẽ reship cho chúng ta nha cả nhà ơi. Đây, đây là dòng cúc họ hương ha. Hoa của nó tầm khoảng hai mấy đến ba mấy cánh đó cả nhà. Đâu em coi coi. Nè, có hoa nè cả nhà. Đó, có hoa ha. Rồi, ai thích loại nào thì cứ alo cho vườn mai nhà em nha cả nhà ơi. Rất rất là nhiều, cái vườn mai này rất rất là nhiều luôn nha.